morning, Vietnam, America. Xin chân thành cảm ơn quý khán giả vẫn giữ ban tần 57.3, 16.10 cũng như ban tần 26.9 của chúng tôi để theo dõi Good Morning Vietnam America. Và như ngay trong phần đầu tiên chúng tôi đã giới thiệu đến cho quý khán giả khắp nơi, quý vị có thể theo dõi đài VNTV ở trên hệ thống Roku. Thưa quý vị là nếu như mà quý vị không phải cái TV của quý vị là TV thường, không phải là Smart TV, thì quý vị cũng chỉ cần mua cái Roku Stick. Nhưng mà bây giờ đây có những loại TV ở bên ngoài đó mà gọi là Smart TV có thể connect internet được trên TV luôn, thì họ có gọi là Roku TV, thì quý vị không cần phải mua cái Roku Stick thì cũng có thể coi đài. Nhưng mà bây giờ chúng tôi xin hướng dẫn một chút cho những quý khán giả nào có TV bình thường thôi, không phải là Smart TV, vẫn có thể coi đài, chỉ cần gia đình của quý vị có internet, mà Mỹ Linh tin rằng là bây giờ nhà nào cũng có internet hết á, thì quý vị chỉ cần mua cái Roku Stick ở bên ngoài bán giá khoảng chừng 30 mấy đồng. Dạ, thì quý vị chỉ cần mua về, sau đó thì mình gắn vào cái ở phía sau lưng cái tivi của quý vị, nó sẽ có một cái gate để mà cho cắm cái HDMI ha. Thì quý vị cắm cái dây HDMI của Roku TV đó, của cái Roku Stick đó đó vào trong cái HDMI, và sau đó thì họ sẽ hỏi cái Roku tự động nó nhận ra, và sau đó sẽ hỏi quý vị là cái internet password của quý vị là gì. Sau đó quý vị chỉ cần bấm password internet của mình, rồi nó sẽ verify cái lời khuyên là quý vị nên nhờ con cháu làm cho mình một cái account, Roku account ha. Thì quý vị cần mở một cái Roku account. Thì đến khi mà hỏi đến cái phần mà gọi là billing information, bị quý vị bỏ credit card vô đó, thì quý vị không cần, quý vị bấm cái chữ skip. Tại vì thật sự mình không cần phải bỏ credit card gì vô cả, hoàn toàn miễn phí nha quý vị. Cứ việc gọi là skip, tại vì để cái đó quý vị mua thêm phim hay này kia thì mới trả thôi. Quý vị không mua thêm phim, không làm gì hết thì không cần phải trả tiền. Cho nên quý vị cứ bấm chữ skip cái đoạn mà biểu phải điền credit card. Quý vị nhớ create cho mình, tạo cho mình một cái account ở trên của hệ thống Roku, và sau đó thì cái Roku Stick sẽ hỏi quý vị là cái email của quý vị là gì, cái account, thì quý vị bấm email, bấm password xong, rồi sau đó thì quý vị sẽ download cái gọi là Vietworld TV, thì lúc đó quý vị có thể coi được đài chúng tôi. Thật ra là mọi thứ nghe Mỹ Linh nói là có vẻ nhiều bước như vậy, nhưng mà tất cả làm chỉ có khoảng 2 phút thôi là xong hết rồi. Cho nên quý vị nào mà muốn có cái Roku Stick đó để coi TV trong nhà của mình giờ đẹp Full HD như quý vị nhân, rất là đẹp luôn, thì để coi đài chúng tôi mỗi ngày, thì quý vị có thể liên lạc với chúng tôi 714-662-9696, 714-662-9696. Đó, quý vị thấy là đây là HDMI nè, cái này là cái power của Roku Stick nè. Đó, quý vị gắn vào cái HDMI phía sau TV đó, sau đó là bấm cái này là cái password internet nè, đó rồi download xuống ha, thì nó sẽ order, và sau đó quý vị chỉ cần search vào cái streaming channel, search dùm cho Mỹ Linh là cái Vietworld TV. Đó, search dùm cho Mỹ Linh Vietworld TV, rồi sau đó thì quý vị có thể thấy được đài VNTV rất là dễ dàng. Thì Vietworld TV quý vị nhớ là để là Vietworld TV 2021, tại vì có cái Vietworld cũ họ để chữ Âu thì mình không có coi được nha. Rồi, cảm ơn quý khán giả rất nhiều, quý vị nhớ theo dõi nha. Và mọi chi tiết cứ liên lạc với chúng tôi 714-662-9696, 714-662-9696. Chúng tôi có thể đến để mà lắp đặt giùm cho quý vị luôn, rất là dễ dàng nha quý vị nha. Cảm ơn quý khán giả rất nhiều. Dạ, và bây giờ thì chúng tôi xin gửi đến quý cơ sở thương mại đã bảo trợ đặc biệt cho Good Morning Vietnam America. Cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ cho Philip Nam suốt thời gian vừa qua. Nếu quý đồng hương có những nhu cầu mua bán hay tài trợ, tái tài trợ địa ốc, xin gọi cho Philip Nam ở số điện thoại 909-576-1934. Gạo Banda được Certified Non-CMO và Number One Red Rice. Gạo Banda có bán tại chợ Sài Gòn City Marketplace và các chợ Việt trên khắp nước Mỹ. Gạo Banda dễ nấu, dễ ăn, ai ăn cũng thích. Panda Rice Number One. Xin chân thành cảm ơn quý cơ sở thương mại đã bảo trợ cho VNTV, và kính mong quý khán giả khắp nơi nhớ đến ủng hộ cho các cơ sở thương mại đã quảng cáo trên đài. Và sau đây vẫn là những bản tin hấp dẫn cho buổi sáng ngày hôm nay. Dạ thưa bác. Vâng, thưa quý vị, đây là bản tin số 3 của chúng tôi ngày hôm nay, là Thượng Hải quờ quạng đối phó với Covid-19 phức tạp. Trước khi vào cái tin này, cho phép chúng tôi nhắc lại với quý vị, ngày hôm qua
bác sĩ Võ Đình Hữu và chúng tôi đã nhanh chóng đưa tin chính thức từ cơ quan y tế quốc tế WHO là gần như là chúng ta ở trong tình trạng thắng COVID-19 rồi, không còn phải lo nữa. Cả ba kịch bản tồi tệ nhất cũng không ăn nhầm gì. Biến thể cỡ nào, COVID-19, biến thể đằng trời đi nữa. Với vaccine mà nhất là cái mũi thứ tư sắp sửa tung ra cho người dân Hoa Kỳ, chắc chắn là chúng ta sẽ không còn sợ nữa. Và buổi tin buổi sáng hôm nay, Hopkins đưa ra một cái bản nhận định là ngày hôm qua là cái số người nhập viện chúng là chúng nhất từ trước đến giờ, chúng đi bó đông luôn. Tức là bây giờ kể gì chúng ta không cần, không cần để chẹt miệng nữa, không cần nữa. Rất là bình thường. Nhưng mà khi mà đưa ra là quý vị nào mà trên 50 tuổi đó cần phải chích cái mũi booster thứ tư thì quý vị là mời cứ đi chích. Bác chuẩn bị tinh thần nha bác. Cho nên lúc đó quý vị có nghe không, thật sự là đôi khi cái tại vì cái kháng thể trong người mình nó cũng đã giảm đi xuống nhiều rồi, tại vì mình đã chích cái mũi booster thứ ba cũng ít là 6-7 tháng rồi thì cũng giảm xuống. Nhất là bây giờ có Omicron BA2 nó ra đời thì thôi mình làm thêm mũi nữa thì mình khỏe thôi, và không cần lo lắng chi. Vâng, bây giờ thì tin số 3 đó thì thưa quý vị, thành phố 26 triệu dân Thượng Hải đã như thành phố chết vắng người khi nhà cầm quyền ra lệnh đóng cửa đối phó với dịch COVID-19. Ngày 31 tháng 3, tức là hôm qua, ông Mã Shuley, bí thư thành phố Thượng Hải, lên tiếng là chính quyền đã giải quyết chưa tốt ổ dịch mới và họ chấp nhận mọi lời chỉ trích của người dân. Trời, coi dân chủ dữ nghe. Nước Tàu Cộng sản mà dân chủ dữ nghe. Tức là này là bịp dân. Cả chớn là nó nhốt liền đó. Nó nại lý do là COVID nó nhốt, chứ đâu phải vì chống là nó nhốt đâu. Đó, ông cho biết rằng nhận thức của chúng tôi về biến thể Omicron, chủng vi rất đột biến này có khả năng lây nhiễm cao và gây ảnh hưởng là chưa đầy đủ. Chúng tôi cũng chưa chuẩn bị tốt cho việc gia tăng số ca lây nhiễm. Nội cái chuyện này không, là cả thế giới người ta bị cái Omicron này mấy tháng này, biết bao nhiêu kinh nghiệm mà không học được cái gì nhưng hết. Mà đó, thật ra biến thể Omicron á, dù là nó sức lây lan mạnh nhưng mà nó không bằng cái con biến thể Delta trước, Delta đó là gây bệnh nặng hơn, dễ tử vong hơn và vô bệnh viện nhiều hơn. Nhưng mà còn Omicron lây lan mạnh hơn, nhưng mà thực ra nó yếu hơn Delta. Nó không có làm cho người ta bệnh quá nặng và đến nỗi mà phải vào nhà thương hay là phải tử vong nhiều thì Omicron không có mạnh bằng. Dạ. Cục vấn đề chính đó là cái thành phố Thượng Hải này là New York của nước Tàu, tức là thành phố thương mại lớn nhất và thành phố tiếp xúc với Tây Phương, cho nên người dân ở đó người ta phong khoáng. Bây giờ cấm đi nhà hàng, cấm đủ thứ hết, đi chợ đi búa là cấm, họ mua sạch hết trơn. Và bữa nay là gần như là 3/4 thành phố, cả phía đông phía tây của trong thành phố đều bị lockdown hết, tức là bị đóng cửa. Cho nên là chúng ta nhìn thấy cái chuyện này cũng không chặn được. Tức là bây giờ cái số lây nhiễm nó cũng tròn trềm 6.000 mấy một ngày. Tức là rất là cao đối với nước Tàu và sau cái vụ án năm 2019. Dạ, và kính thưa quý khán giả, tiếp đến nữa là thành viên của Ủy ban điều tra ngày 6 tháng 1 cho biết ở cái phiên điều trần với lại Jared Kushner, con rể của cựu tổng thống Donald Trump là rất có giá trị. Dân biểu Alan Luria là một thành viên của Ủy ban điều tra ngày 6 tháng 1 đã trong một cuộc phỏng vấn với đài MSNBC đã nói rằng là cái cuộc điều trần với lại Jared Kushner đã có rất là thành công, có được nhiều thông tin và đã tự nguyện cung cấp rất là nhiều các information cho ủy ban. Theo lời người dẫn chương trình của đài MSNBC là Nico Wallace đã đọc một đoạn trong cái cuốn Pearl của nhà báo Bob Woodland và Robert Costa đã thì cho thấy được rằng vào ngày 7 tháng 11 năm 2020 khi các hãng tin gọi để mà nói Tổng thống Joe Biden đã giành chiến thắng và đã gọi tên của ông Joe Biden, thì vào thời điểm đó Tổng thống Trump đang chơi golf và ông Kushner cố vấn tòa bạch ốc lúc bấy giờ là đang cố vấn chiến dịch ở một cái nơi khác và cũng như là đang tìm ra cái người mà thông báo tin tức cho cựu tổng thống Trump.
Tức là ông là người đi tìm người để mà nói cho bố vợ của mình biết về là những cái nhà báo rồi giới báo chí đang phân tích và đang gọi tên Joe Biden là người chiến thắng. Thì có thể thấy là mô tả Jared Kushner là một người rất là sẵn sàng đưa những cái thông tin và bằng những người mà trong Ủy ban điều tra ngày 6 tháng 1 nói rằng họ đã tìm kiếm được đầy đủ những gì mà Jared Kushner có thể thông báo, và ông dường như là tự nguyện cung cấp và có thể chứng minh được những thông tin giá trị của mình. Và lúc này ông đang gọi là đảm nhận các những cái report, những cái thông tin khác nhau, vì vậy là thật sự có giá trị khi mà có cơ hội nói chuyện với ông. Và bây giờ thì chắc chắn là Ivanka Trump nè, và ngay cả cựu thống Trump có thể sẽ được gọi đến Ủy ban điều tra ngày 6 tháng 1, nhưng chắc chắn là cựu thống Trump sẽ không có xuất hiện rồi. Nhưng mà Ivanka Trump thì lần trước cô đã nói có thể khi mà được yêu cầu có thể cô sẽ xuất hiện trước Ủy ban điều tra ngày 6 tháng 1 để mà đưa ra những thông tin. Tại vì mình cay ngay không sợ chết đứng, thì cho nên là Jared Kushner dĩ nhiên là sẽ đưa tất cả những cái thông tin mà họ cần. Vì Jared Kushner lúc mà ngày 6 tháng 1 rõ ràng là không có, dường như là không thấy xuất hiện và đang lo một cái công việc khác, nhất là về vấn đề Trung Đông. Cho nên là dường như là nếu như mà nói về thông tin về của Jared Kushner liên quan đến cựu thống Trump thì chắc chắn sẽ không có nhiều thông tin liên quan đến ngày 6 tháng 1 được. Cho nên là dĩ nhiên là, và cái ngay không sẽ chích đứng mà hỏi cái gì thì Jared Kushner sẵn sàng đưa tin thôi, chứ cũng không có cái gì mà phải giấu giếm cả. Và cho nên họ vẫn cảm thấy là rất là thoải mái và có nhiều điều mà họ cần biết từ Jared Kushner là dường như là họ đều có được. Kính thưa quý vị. Dạ thưa bác. Vâng, bản tin số 4, những người nào mà mê đá banh thì chú ý cái bản tin này. Tại vì ông chủ của cái đội banh mà Chelsea của bên nước Anh á, một trong những đội banh lớn nhất của nước Anh á, ông này là người Nga, mà quý vị biết tin tức liên tục bữa hôm trước này, trận chiến này xảy ra đó, ông bị thu hết giấy tờ, bị thu hết tất cả tài sản, đóng băng hết, không cho ông cái gì hết. Thì người ta tưởng là ông có cái thiện chí để giúp cho Ukraine và nước Nga hòa bình. Nhưng bây giờ bản tin này lại đi nói ngược lại. Đó là tin số 4, hình số 4. Tỷ phú Roman Abramovich lộ mặt là tay sai của ông Putin. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan ngày 31 tháng 3 nói rằng tỷ phú Roman Abramovich tham dự đàm phán Nga-Ukraine tại thủ đô của Thổ Nhĩ Kỳ hồi đầu tuần với tư cách là thành viên của phái đoàn nước Nga. Tổng thống Erdogan nói rằng ông ta tham gia đàm phán với tư cách là thành viên của phái đoàn Nga. Nếu Nga và Tổng Putin đã muốn ông ở trong phái đoàn của họ, điều đó có nghĩa là họ hoàn toàn tin tưởng ông ấy. Thông tấn xã TASS cũng từng dẫn lời phát ngôn viên của Điện Cẩm Linh là ông Pashkov cho hay tỷ phú Abramovich có vai trò ban đầu trong tiến trình đàm phán Nga-Ukraine. Trước đó, ông này cũng đã đi tới Belarus để hỗ trợ đàm phán Nga, và theo yêu cầu của phía Ukraine, mấy ngày trước báo Mỹ và một số nguồn tin cho hay ông và một số thành viên ở trong đoàn đàm phán của nước Ukraine bị những cái chứng bệnh mà người ta nghi rằng bị đánh thuốc độc. Nhưng mà cái tin này thật sự nó cũng là chỉ là tin của tình báo Nga đưa ra để mà đánh lạc hướng dư luận. Cho tới giờ phút này thì nếu như ông tỷ phú này mà thuộc phái đoàn Nga, Nga đánh thuốc độc ông làm cái gì? Cho nên cái chuyện này là cái chuyện mà ở trong cái gián điệp đó nó có nhiều mặt. Cho nên chúng ta thận trọng trong những cái tin tức này. Mời cô Mỹ Linh. Dạ, cảm ơn bác. Và kính thưa quý khán giả, tiếp đến là một bản tin rất đáng tiếc liên quan đến có một học sinh 12 tuổi đã bắn chết một người bạn cùng lớp của mình ngay trong trường ở South Carolina. Một học sinh 12 tuổi đã bị bắn chết bởi một người bạn cùng học chung trường của mình. Sự việc xảy ra tại trường trung học Tanglewood ở thành phố Greenville của tiểu bang South Carolina. Và không có một thương tích nào khác liên quan đến sự việc. Chuyện xảy ra vào lúc 12:30 thì cảnh sát đã được gọi điện bởi một nhân viên của trường để mà gọi đến một cái cuộc gọi emergency khẩn cấp khi mà cô nghe có một tiếng súng nổ ra ngay trong trường. Sau đó thì các nhà chức trách cho biết một học sinh ngay trong lớp đã bắn một người bạn khác của mình và các học sinh đó biết nhau. Sau khi nổ súng thì nghi phạm đã bỏ trốn khỏi trường học. Và sau đó cảnh sát đã được tìm thấy anh ta trốn ở dưới basement
của một căn nhà ở gần đó. Họ cũng thu thập được vũ khí và sau đó bị bắt giữ. Và bây giờ đây thì cảnh sát trưởng Howard nói là trái tim tôi tan vỡ với gia đình của cậu bé và những lời cầu nguyện của tôi ở bên cạnh gia đình của nạn nhân. Và đây là một điều rất đáng tiếc và cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra để xem thử nguyên nhân gì mà dẫn đến cậu bé này đã mang súng vào trường bắn chết người bạn của mình ngay trong trường học như vậy. Đây là một cái hành động mà rất là dã man. Và bây giờ thì cậu bé đã bị bắt giữ. Ngoài các cáo buộc giết người rồi các tội liên quan đến súng thì nghi phạm phải đối mặt với các cáo buộc khác nữa về hành động bạo lực, kính thưa quý khán giả. Và đến đây thì xin mời quý vị vẫn giữ băng tần 57.3, 16.10 và 26.9. Chúng tôi sẽ quay trở lại sau một vài phút quảng cáo. Good morning, Vietnam, America.